Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược kinh tế mở được hình thành từ rất sớm. Cùng với thời gian và trước những thử thách khắc nghiệt của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, Bác luôn giữ vững quan điểm nhất quán, xử lý linh hoạt đúng đắn mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế trong chính sách đối ngoại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế được hình thành từ rất sớm và Bác không dừng lại ở tư duy kinh tế đơn thuần mà đòi hỏi một sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với những vấn đề chính trị xã hội, với độc lập dân tộc, với đoàn kết quốc tế vì sự phồn vinh và phát triển mạnh mẽ của dân tộc. Ngay tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến quốc ngày 10 tháng 1 năm 1946, Bác đã phân tích thấu đáo mối quan hệ giữa kháng chiến và kiến quốc. Bác nói, chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Để thực hiện mục tiêu đó, Bác chỉ rõ phải phát triển toàn diện kinh tế từ nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp tới phát triển dịch vụ, mở rộng giao lưu kinh tế với các nước khác, trước hết là các nước anh em. Theo Bác, chỉ có như thế chúng ta mới phát triển một cách chắc chắn được. Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc của chúng ta thắng lợi mới càng thêm tin tưởng. Cách mạng tháng 8 thành công, tư tưởng đó của Bác được hiện thực hóa một cách cụ thể, sinh động. Trong thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, Bác đề nghị được gửi một phái đoàn khoảng 50 thanh niên Việt Nam sang Mỹ xúc tiến việc tiếp tục nghiên cứu về kỹ thuật, nông nghiệp cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác. Không lâu sau đó, trong lời kêu gọi gửi tới Liên Hợp Quốc năm 1946, Bác nêu rõ, nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình. Nước Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường xá giao thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế. Nước Việt Nam chấp nhận tham gia mọi tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Liên Hợp Quốc. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng ta đã xây dựng chiến lược phát triển, có các chỉ đạo triển khai quyết liệt. Điều đó thể hiện trong các nghị quyết, văn bản của các kỳ đại hội đảng toàn quốc qua các thời kỳ, đặc biệt là từ đại hội đảng lần thứ 6 đến nay. Nhờ đó, Việt Nam đã thành công trong quá trình đổi mới, phá được thế cô lập. Từ chỗ bị bao vây cấm vận, đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 192 quốc gia trên thế giới. Đã có tiếng nói trên các diễn đàn quốc tế đa phương và song phương, cả về chính trị cũng như về kinh tế. Đã ký kết trên 90 hiệp định thương mại song phương và gần 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Sự chủ động hội nhập đã đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên kết kinh tế với các nền kinh tế hàng đầu thế giới, với 17 hiệp định thương mại tự do FTA đã ký. Việt Nam cũng là thành viên tích cực có trách nhiệm của nhiều tổ chức đa phương như WTO, APEC, ASEAN, v.v. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được đánh giá là quốc gia nằm trong nhóm quốc gia thành công nhất về thu hút đầu tư nước ngoài FDI. Qua nhiều năm, tỷ lệ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam liên tục tăng trưởng và kể cả khi toàn cầu chịu tác động không nhỏ của đại dịch COVID-19, hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư vào Việt Nam vẫn không giảm về độ sôi động, tính hiệu quả và chất lượng với tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong năm 2022 đạt con số 22,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5% so với năm 2021. Đây cũng là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua. Những con số biết nói trên là minh chứng rõ ràng về tầm nhìn cũng như hiệu quả của việc áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập kinh tế quốc tế. Có thể khẳng định, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế và trực tiếp là kinh tế đối ngoại đã, đang và sẽ là điểm tựa quan trọng để Đảng và Nhà nước ta hoạch định đường lối chiến lược phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh quốc tế mới.